Lan Nga xin chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh Ngôn Từ Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 201 của truyện Độc Bá Thiên Hạ nha. Thẩm Thiên Quân cắn chặt răng, mặc kệ cậu là quái vật gì, ông đây đã dung hợp hai mươi mấy lòng mạch bằng một tên cảnh giới thần đế nho nhỏ cậu mà cũng muốn nghịch thiên sao? Một tay của ông đây cũng có thể giết được cậu, đi chết đi cho tôi. Thẩm Thiên Quân cố nén cơn đau nhức kịch liệt, tất cả sức mạnh của lòng mạch ngừng tụ lại một chỗ, hắn tè dẫm chân thật mạnh, đấm một quyền thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Ầm! Đại võ đạo chế tạo từ huyền thiết bị một cây chân này dẫm ra một vết nứt ghê người. Một giây sau, ầm! Tiếng nổ mạnh long trời lở đất vang lên, toàn bộ đại võ đạo chế tạo từ huyền thiết ầm ầm nổ tung như thiên thạch rơi xuống mặt đất, bắn lên bụi mù đầy trời, dòng khí càn quét khắp nơi. Phụt! A! Từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang truyền đến. Những người tu võ cách đài võ đạo quá gần đều bị dòng khí này đánh trúng, thân thể bọn họ nổ tung, hóa thành từng đám xương máu. Thiếu nữ mặc áo đen quát khẽ, lão dạ. Vâng, công chúa. Lão dạ sải bước lên trước, che trước người đám Diệp Thanh Lam. Một ánh sáng màu đen tràn ra, ngăn cả dòng khí bùng nổ. Những người tu võ khác không may mắn được như vậy, có gần 1/10 người tu võ tại đó ngã xuống. Này, lực lượng thật là mạnh mẽ. Hai mươi mấy đầu long mạch đồng thời bùng nổ, đại võ đạo huyền thiết cũng sụp đổ. Diệp Bắc Minh còn có thể sống sao? Sống ư? E rằng bị đánh đến mức chẳng còn cặn nữa rồi. Vô số người hoảng sợ nhìn chằm chằm đại võ đạo vừa nổ. Chừng một phút sau, bụi mù đầy trời mới chậm rãi tan ra. Hít hà! Trời ơi! Tiếng kêu hoảng sợ muốn chết vang lên. Ai nấy đều bị dọa đến như muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài. Trái tim suýt chút nữa nổ tung. Đụ mẹ! Thằng này! Giữa đài võ đạo, mặt máu của mọi người nổ lên, đôi mắt đỏ bừng. Chị thấy trong đống phế tích của đài võ đạo, Diệp Bắc Minh lẳng lặng đứng ở nơi đó, một tay bắt lấy nắm đấm của Thẩm Thiên Quân. Sau lưng anh là 1/3 đài võ đạo không hề bị tổn hại, 2 phần còn lại của đài võ đạo bằng huyền thiết đã nổ tung. Nói cách khác, Diệp Bắc Minh dùng thân thể của mình chặn lại tất cả lực lượng của một kích này. Cậu rốt cuộc là quái vật gì? Con người Thẩm Thiên Quân điên cuồng co rụt lại, giọng nói run rẩy. Diệp Bắc Minh nhả ra 2 chữ sát thần, cổ tay anh khẽ xoay chuyển, tiếng răng rắc giòn giã chuyển tới, máu tươi tung tóe. Á! Một cánh tay bị kéo xuống. Thẩm Thiên Quân tức giận gầm thét như một con thú dữ. Hắn ta trợn mắt nhìn cánh tay mình bị ma long cắn mất. Vương Quái Giang phải ngứng lại đầu tiên, lập tức xông lên đài võ đạo. Ông muốn làm gì? Sắc mặt lão dại trầm xuống, ngăn cản Vương Quái Giang. Vương Quái Giang kiêng dè lão ta, trầm mặt quát, đồ nhi của tôi sắp chết rồi, chắn ra. Lão dại cười lặn, trên đài võ đạo phần thắng bại cũng quyết sinh tử. Ông Vương Quái Giang tức giận muốn mắng người, có điều không dám thật sự ra tay với lão quái vật ma tộc này, chỉ đang nhìn lên đài võ đạo. Đồ nhi, mau nhận thua. Nhận thua trên đài võ đạo sẽ ảnh hưởng tới sơ tầm võ đạo, nhưng giờ không chú ý được nhiều đến như vậy. Bản thân Thẩm Thiên Quân run rẩy, hàm răng run rẩy hé miệng, tôi nhận. Diệp Bắc Minh bước đến trước người hắn ta, đấm ra một quyền vỡ mồm hắn ta. Anh nói gì cơ? Tôi chưa nghe được. Thẩm Thiên Quân bay ngược ra ngoài, máu me đầy mặt. Hắn ta muốn mở miệng, lại chỉ có thể phát ra âm thanh a a a. Thằng chó đẻ, mày thật là độc ác. Vương Quá Giang tức muốn đến nổ phổi, rít kèo về phía đài võ đạo. Cậu dám giết đồ nhi của tôi, lão phu sẽ làm cho cậu phải hối hận suốt đời. Diệp Bắc Minh cười, giết hắn ta ư? Lợi cho hắn ta quá rồi. Anh quát to, ông đây muốn hành hạ đến chết. Ánh mắt như tử thần rơi xuống người Thẩm Thiên Quân. Thẩm Thiên Quân bị dọa sợ, muốn bỏ xuống dưới đài võ đạo như một con sâu mềm. Lúc còn cắt rìa đài võ đạo khoảng nửa mét, Thẩm Thiên Quân thấy được hy vọng sống sót. Thậm chí, nửa người trên của hắn ta đã leo ra ngoài đài võ đạo. Đột nhiên răng rắc, rào, thân thể Thẩm Thiên Quân bỗng căng ra. Diệp Bắc Minh dùng một chân đạp gãy bắp đùi hắn ta, khiến hắn ta làm mọi cách vẫn không thể dựng thêm chút nào. Bị cố định trên đài võ đạo, sau lưng chuyển đến giọng nói như tử thần. Hẳn hẹn đến chết đã bắt đầu rồi, sống y như những gì anh đã đối xử với mẹ tôi. A! À, Thẩm Thiên Quân nằm rạp trên mặt đất, muốn cầu xin tha thứ, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh a a a. Một giây sau, Diệp Bắc Minh nằm lấy long mạch trong cơ thể Thẩm Thiên Quân, dứt khoát kéo ra ngoài. A! À, Thẩm Thiên Quân kêu lên thảm thiết, thằng chó kia, mau dừng tay, mày dừng tay lại cho tao. Vương Quái Giang cực kỳ phẫn nộ. Diệp Bắc Minh không dừng lại, mạnh mẽ xé ra suốt hai mươi mấy đầu long mạch. Thẩm Thiên Quân đau đến ngất đi,
ngân châm trong tay Diệp Bắc Minh rơi xuống, làm hắn ta duy trì tỉnh táo. Tên này thật sự là sát thần. Hít hà dưới đài võ đạo, hàm răng anh đấy cũng run cầm cập, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Nhớ kỹ, tuyệt đối vĩnh viễn không được đắc tội Diệp Bắc Minh. Sau này gặp phải người nhà họ Diệp thì nhớ đi đường vòng cho tôi. Thấy người nhà họ Diệp phải nhớ khắt sáo một chút, ngàn vạn lần đừng nên đắc tội sát thần này. Một vài lão già sợ hãi cảnh cáo người của thế lực sau lưng mình. Dưới ánh mắt hoảng sợ của vô số người, Diệp Bắc Minh đập nát từng tấc cuộc sống của Thẩm Thiên Quân. Cuối cùng, trong ánh mắt sợ hãi của hắn ta, ăn giơ chân mạnh mẽ dẫm nổ tung đầu hắn ta. Vù, sau lưng ăn ma long màu đen gào thét hấp thu máu tươi của Thẩm Thiên Quân. Diệp Bắc Minh điên cuồng hét lên tuyệt. Nhưng vào đúng lúc này, tuyệt ư, một giọng nói lạnh như băng vang lên. Ma tộc chính là ma tộc, máu lạnh vô tình, lấy giết chóc làm niềm vui sao? Năm đó về quét thiên ma tộc quả nhiên là quyết định chính xác. Ánh sáng màu vàng kim lóe lên, trên không trung xuất hiện hơn 10 bóng dáng, nam nữ già trẻ đều có, uy áp vô thượng đè xuống dưới, khiến hô hấp của mọi người trở nên cực kỳ khó khăn. Trong nhóm người này, có hai người là bắt mắt nhất, một thanh niên đứng chắp tay sau lưng, đất sống quý tộc thiên hoàng, một cô gái cực kỳ xinh đẹp chớp chớp đôi mắt, tò mò đánh giá Diệp Bắc Minh. Khoảnh khắc Diệp Thanh Lam nhìn thấy cô gái này, sắc mặt bà khẽ thay đổi. Vương Quá Giang nhìn thấy đám người này thì lập tức trở nên cực kỳ cung kính. Đại nhân, kẻ này tên là Diệp Bắc Minh, là đời sau của tên Diệp Phá Thiên kia. Cậu ta không những giết người của gia tộc tôi, vừa rồi còn hành hại đến chết đồ nhi của tôi. Thủ đoạn của kẻ này hung tàn, trong cơ thể còn có huyết mạch của thiên ma tộc. Hôm nay nếu cậu ta không chết, e rằng hậu quả khó mà lường được. Sắc mặt của một lão già mặc áo bào xanh trở nên lạnh lùng. Lão phù đã thấy hết rồi. Ánh mắt lão ta rơi xuống người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, cậu đã biết bản thân mình làm sai điều gì chưa? Năm đó nhà họ Diệp hoài tộc đã bị phạt. Nếu như các người chịu tự kiểm điểm, còn có một chút hy vọng sống. Nhưng biểu hiện hôm nay của cậu thật sự quá khiến chúng tôi thất vọng. Ánh mắt Diệp Bắc Minh lặn đi. Các người là cái thá gì? Hoài tộc đã làm gì? Nhà họ Diệp đã làm gì? Mà đến phiên các người bàn luận đúng sai ở đây. Làm càn! Lão già mặc áo bào xanh lặn giọng quét, duỗi một bàn tay khô héo ra đè xuống. Thứ trẻ con còn hôi sữa, quỳ xuống cho lão phu. Mẹ nhà ông! Diệp Bắc Minh quát lớn. Thế giới cao võ không phải là nơi mà các người có thể tới. Cút về đi! Mày nói gì cơ? Lão già áo bào xanh tức giận trừng to mắt, lực lượng nơi bàn tay càng mạnh thêm 3 phần. Muốn chết! Xoẹt! Diệp Bắc Minh trực tiếp dùng kiếm càn khôn chấn lục chém ra. Lão già mặc áo bào xanh cười lạnh. Hừ, còn dám đánh trả hả? Không biết tự lượng sức mình. Lão ta tóm lấy kiếm càn khôn chấn nhục như muốn bóp nát nó, răng rắc. Á! Lão già áo bào xanh kêu lên. Bàn tay kia thế mà ầm ầm nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Mày chờ chút đã, kiếm này là... Lão ta giật nảy cả mình. Đây là thằng ma kiếm kia. Những người cùng xuất hiện còn lại cũng chợt phản ứng lại, ánh mắt sôi nổi rơi xuống trên thần kiếm càn khôn chấn ngục. Không sai được, chính là thần kiếm này. Năm đó, quả nhiên Diệp Phá Thiên đã mang thần kiếm này ra khỏi thần miếu. Đám lão già này cực kỳ kích động, người thanh niên kia thì hơi kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, một lão già hơi mập quét to. Diệp Bắc Minh, mau giao thần kiếm này ra. Thần kiếm này vô cùng hung tàn, năm đó thế giới thái cổ bị hủy diệt bởi kiếm này. Mau giao nó ra để chúng tôi mang về tông môn trấn áp trừ tà. Chỉ cần cậu giao ra thanh kiếm ma kiếm, lão phù cam đoan sẽ tha thứ cho hoài tộc cậu vô tội. Mấy lão già đỏ mắt nhìn, kích động như vừa phát hiện chí bảo. Những người tu võ tại chỗ thấp giọng nghị luận, Đế Khởi La nhíu mày. Lão tổ tông, lời nói của những người này nghe rất có vấn đề. Nếu thanh kiếm này là ma vật, sao bọn họ lại còn chăn ra chứ? Đế Vô Danh bị dọa sợ, che miệng Đế Khởi La lại. Cha ơi, cháu chính là tổ tông của ta mà. Tổ tông của ta ơi, đã đến thời điểm này rồi, chúng ta chỉ cần xem thôi, đừng nói chuyện. Lão già hơi mập mạp gấp gáp. Thằng kia, cậu còn do dự cái gì? Nếu cậu ra thần mẹ kiếm này ra, hiện tại chúng tôi sẽ lập tức hủy bỏ trừng phạt đối với hoài tộc và nhà họ Diệp. Mau giao ra đây. Mấy lão già nghiêm nghị quát lớn. Diệp Bắc Minh cười đáp. Nếu tôi không giao ra thì sao? Đám lão già ấy sững sờ, chợt sắc mặt ai cũng tái mét đi. Không giao, vậy cậu đi chết đi. Mấy lão già đồng thời ra tay, bảy người đều là cảnh giới chân linh đỉnh phong, đòn công kích ập tới như thiên ma va chạm với mặt đất. Diệp Bắc Minh như thể bị 10 ngọn núi Thái Sơn đè xuống, xương cốt phát ra tiếng răng rắc. Hải tộc, quỳ xuống. Thằng nhà họ Diệp kia, quỳ xuống. Lão già hơi mập mạp nặng giọng quét. Hai chân Diệp Bắc Minh run lẩy bẩy,
đầu gối cũng run cầm cập, nhưng anh vẫn cắn răng kiên trì, tức giận gầm nhẹ. Tôi quỳ cái bản nội ông, nhà họ Diệp không quỳ, hai tộc vĩnh viễn không quỳ. Mọi người tại đó thấy chấn động, cô gái cực kỳ xinh đẹp kia khẽ nhấp môi, thanh niên bên cạnh thì cười khẽ. Xương cốt vẫn rất cứng rắn đấy, đáng tiếc, thanh niên lắc đầu. Trước thực lực tuyệt đối, xương cốt cứng đến đâu cũng sẽ bị nghiền nát. Bàn tay của bảy lão già đồng thời đè xuống, một sức mạnh ngập trời ập xuống, gào rống. Sau lưng Diệp Bắc Minh, ma long màu đen gào thét, Diệp Thanh Lam và 10 sư tỷ lao ra muốn giúp đỡ. Ầm ầm ầm, bịch, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Bắc Minh điên cuồng hô lên, mẹ, sư tỷ. Khuôn mặt xè nua của lão già mặc áo bảo xanh lặn xuống. Tên kia, trước thực lực tuyệt đối, giận dữ cũng vô dụng. Tiếng bịch vang lên, hai chân Diệp Bắc Minh hãm sâu vào trong gạch. Bên ngoài cơ thể của anh xuất hiện một lớp xương máu, như thể lúc nào cũng có thể hòa tan. Lão già, cứu anh ấy! Cô gái mặc đồ đen khẽ quát. Con người của lão già cũng trở nên cực kỳ ngưng trọng. Một bóng mờ lập lòe, lão ta trực tiếp lộ ra bản thể, là một con chuột màu đen. Đuôi chuột như dây thép quét ngang, ngăn trở một kích này của mấy lão già. Đuôi chuột chợt nổ tung, lão già chịu được đau nhức cực liệt, lập tức tóm lấy bả vai Diệp Bắc Minh, nhấc đi. Lão già áo bảo xanh nhè răng cười. Hai tộc thế mà cấu kết với ma tộc sao? Tội thêm một bậc, các người còn muốn rời đi ư? Cấu kết với ma tộc, không còn gì để nói nữa, giết chết toàn bộ. Lão già hơi mập mạp lặn như băng mở miệng, giết. Bảy lão già đồng thời ra tay. Bọn họ và lão già ở cùng một cảnh giới, dù cho lão già có mặt đi nữa cũng chẳng thể lấp một đứt bảy. Lực lượng mạnh mẽ đánh úp lại, lão già phun ra một ngụm máu tươi, thân thể suýt nữa nổ tung. Bảy lão già đồng thời vây đánh. Thiếu nữ mặc áo đen khẽ quát, lão già, chúng ta đi. Vù, một cánh cửa không gian màu đen xuất hiện. Lão già thấy thế liền bắt lấy Diệp Bắc Minh, đi về phía cánh cửa không gian. Con người già ngơ của lão già hơi mập động lại. Đừng để bọn họ chạy, giết. Bảy người lập tức ra tay. Ầm, sau lưng lão già bị nổ ra một lỗ hổng kinh khủng. Lão ta cố gắng kéo thân thể thương nặng xông vào bên trong cánh cửa không gian, biến mất, đáng chết. Đù, thế mà để cậu ta chạy mất. Cậu ta không chạy được, tìm cho tôi. Bất luận thế nào đều phải tìm ra bọn họ, dù có lật khắp thế giới cao võ cũng phải tìm. Bảy lão già tức giận dậm chân, vùng quái giang lặn lùng nhìn lướt qua đám người Diệp Thanh Lam. Đại nhân, người phụ nữ này là mẹ của thằng chó đẻ kia, còn cả 10 cô gái này nữa đều là sư tỷ của thằng kia. Nếu thằng chó đẻ ấy đã chạy, vậy chúng ta chặt đầu bọn này. Hai mắt Hạ Bộ Cúc tỏa sáng, giữ tợn gật đầu. Đại nhân, ý kiến của lão vương không tệ, trao đầu đọc bọn đàn bà này lên, thằng chó đẻ kia nhất định sẽ báo thù cho bọn họ. Lão già mặc áo bào xanh nhìn thoáng qua khăn tay gãy của mình. Ý kiến hay đấy. Lão ta chỉ vào Diệp Thanh Lam và 10 sư tỷ. Chặt đầu của lũ đàn bà này xuống. Khẩu tử nổi giận gầm lên. Các người có biết xấu hổ hay không? Đi vào thực lực của mình để bắt nạt người khác đúng không? Nếu không phải là các người gây sự trước với anh Diệp, sao anh ấy lại giết các người chứ? Là các người không cho anh ấy đường sống, anh ấy mới phản kháng lại. Mặt mũi Hạ Bội Cúc vô cùng dữ tợn, tát cho khẩu tử một cái. Bịch, khẩu tử bay thẳng ra ngoài. Đan điền trực tiếp nổ tung. Thứ đồ vật con kiến cũng chẳng không bằng, đời này đến lượt mày nói chuyện ư? Hầu tử, Lăng Thí Âm và Ngô Khân Diên tiến lên, nhét cho hầu tử ăn vào mấy viên đan dược. Lão già hơi mập cười cười, tráng luôn đầu của cả mấy người này đi, đầu người càng nhiều, nó không chừng càng có hiệu quả. Giết! Lão già mặc áo bỏ xanh lặn giọng quét, trường đao ra khỏi vỏ. Trước hết, giết mẹ của tên này, không sợ cậu ta không ra. Rồi chém một đao về phía đầu Diệp Thanh Lam. Chủ mẫu, 10 sư tỷ biến sắc, tất cả vọt tới trước người Diệp Thanh Lam cản lại một kích này. Mắt thấy 10 sư tỷ sắp bị chém chết, Diệp Thanh Lam quát khẽ. Tôi muốn dùng hết cơ hội kia, dừng tay. Lão già mặc áo bảo xanh chần chờ, trường đao trong tay ngừng giữa không trung. Lão ta quay đầu, nghi hoặc nhìn cô gái cực kỳ xinh đẹp đi cùng. Diệp cô nương, cô có ý gì vậy? Ánh mắt mọi người tụ lại, cô gái xinh đẹp kia tên là Diệp Nguyệt Thiên. Cô ta cực kỳ có thân phận thần bí, dù là mấy lão tổ tại Thánh Tông đều đối xử khách sáo với cô ta. Đám người lão già áo bảo xanh đương nhiên không dám làm loạn. Diệp Nguyệt Thiền khẽ nhúc nhích môi đỏ. Lão Điền, tôi có một ước định với bà ấy, tôi từng đáp ứng sẽ giúp bà ấy vô điều kiện một lần, xem ra bà ấy phải dùng đến cơ hội kia, cho nên lão Điền, lão Trù, cho tôi chút mặt mũi thế nào? Lão già mặc áo bảo xanh sững sờ quay sang nhìn lão già hơi mập bên cạnh. Lão già hơi mập lập tức nở nụ cười. Diệp cô nương đã tự mình mở miệng, chúng tôi đương nhiên bằng lòng, bán cho cô chút mặt mũi. Diệp Nguyệt Thiền gật đầu,
ánh mắt rơi xuống người Diệp Thanh Lam. Năm đó, thiên phú của bà chẳng kém hơn tôi là bao. Vì sao lưu lạc đến tận đây? Người tên là Diệp Bắc Minh kia, vì sao hơi thở trên người cậu ta lại giống như người kia vậy? Diệp Thanh Lam lộ ra nụ cười của người chiến thắng. Cô nói thử xem. Đôi mắt đẹp của Diệp Nguyệt Thiền khẽ co rụt lại. Diệp Bắc Minh là con của bà với người kia ư? Đúng vậy, Diệp Thanh Lam gật đầu. Đôi mắt Diệp Nguyệt Thiền tức đỏ lên. Hai người thế mà, không thể nào. Huyết mạch của bà hèn mọn, mà người kia tôn quý như thế, người kia không có khả năng để ý đến bà. Trong đầu cô ta hiện lên bóng hình của một người đàn ông. Nếu Diệp Bắc Minh có thể nhìn được hình ảnh trong đầu cô ta, nhất định anh sẽ nhận ra ngay người này chính là bố của anh, Dạ Huyền. Phụt. Diệp Nguyệt Thiền không nhịn được nữa, phun ra một ngụm máu tươi, suýt chút nữa sinh ra tầm mè. Khó trách vừa rồi lúc nhìn thấy Diệp Bắc Minh hơi thở lại quen thuộc như thế. Thiền Nhi, cô sao vậy? Thanh niên bên cạnh hoảng sợ. Diệp Nguyệt Thiền lắc đầu. Tôi không sao. Thanh niên kia dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Thanh Lam. Cô không thể không có việc gì được. Người này có ảnh hưởng quá lớn tới cô. Tôi giúp cô giết bà ta. Trong tay anh ta nhiều thêm một trường thương màu vàng kim, đâm xuống trái tim Diệp Thanh Lam. Cùng lúc đó, chỗ sâu nhất trong Mẹ Uyên, một người đàn ông đột nhiên mở to mắt. Bên cạnh, một con tử lòng cũng mở mắt theo. Sao vậy? Lông mày Dạ Huyền xoắn lại với nhau, giọng nói ngưng trọng. Mình nhìn đã xảy ra chuyện. Tử Long, hiện tại chỉ có thể nhờ ông. Tử Long im lặng. Ông nghĩ kỹ chưa? Tôi ở đây kiên trì với ông. Chúng ta có thể duy trì sự ổn định của Mẹ Uyên trong 4 năm. Mỗi khi tôi rời đi, mình ông nhiều nhất có thể kiên trì 2 năm rưỡi. Dạ Huyền cười một tiếng. 2 năm rưỡi là đủ rồi. Tôi tin tưởng Minh Nhi. Được, Tử Long không do dự nữa. Rống! Tiếng trồng gầm long trời lở đất vang lên. Bóng tối nơi sâu trong Mẹ Uyên bị xé ra một khe hở. Tử Long đâm đầu thẳng vào trong khe đó. Thế giới cao võ, trong một sân gốc hoành phù nào đó. Khụ khụ khụ. Lão già mặc áo bào đen ho khan kịch liệt. Thiếu nữ mặc áo đen biến sắc. Lão già, ông sao rồi? Lão già áo bào đen lắc đầu. Công chúa không cần lo lắng cho lão nô. Lão nô vẫn chưa chết được. Chỉ là tên này e rằng cúi đầu xem xét. Chỉ thấy toàn thân Diệp Bắc Minh bị màn xương máu bao trùm. Cậu ta vốn dùng hết tinh huyết của người, lại gặp phải 7 cảnh giới chân linh đỉnh phong cùng nhau tấn công. Có thể kiên trì đến tận bây giờ đã là một kỳ tích. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặc áo đen ngưng trọng. Nhưng nhìn dáng vẻ hiện tại của anh ta, e rằng cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Đám xương máu kia chậm rãi tiêu tán. Hơi thở sự sống của Diệp Bắc Minh đang nhanh chóng hạ thấp. Lão dạ, chúng ta dẫn anh ta trở về ma giới. Thiếu nữ mặc áo đen đứng dậy. Sắc mặt lão già mặc áo bào đen biến đổi. Công chúa, ngài điên rồi. Bên trong cơ thể của kẻ này, mặc dù có huyết mạch ma tộc, nhưng nửa còn lại là huyết mạch nhân loại. Ma tộc và nhân tộc không chết không ngừng. Nếu ngài mang anh ta về ma giới, dù Tu La Vương có yêu thương ngài đến đâu, những người khác của Tu La tộc cũng sẽ không đồng ý. Thiếu nữ mặc áo đen đỏ mắt. Vậy bây giờ phải làm sao? Cứ thế trơ mắt nhìn anh ta chết ư? Này, lão già mặc áo bào đen suy tư. Công chúa, ngài thật sự thích anh ta đến thế sao? Nói thừa, người đàn ông tôi nhìn chúng chẳng lẽ chỉ để đùa thôi ư? Lão già mặc áo bào đen cắn răng. Công chúa, suy cho cùng, anh ta bị thiệt hại tinh huyết. Nếu như ngài đưa một nửa tinh huyết cho anh ta còn có một chút hy vọng sống. Nhưng công chúa, ngài... Thiếu nữ mặc áo đen lắc đầu. Được rồi, không cần nói nữa. Lão già, làm hộ pháp cho tôi. Lão già mặc áo bào đen thở dài bất đắc dĩ, quay người đi ra nơi xa. Lão ta dẫm chân một cái, một biến ma phụ màu đen rít gào phun ra ngoài, vây quanh hai người Diệp Bắc Minh và thiếu nữ mặc áo đen. Một giây sau, gương mặt xinh đẹp của thiếu nữ mặc áo đen đỏ bừng, nhăn nhăn nhó nhó nhìn Diệp Bắc Minh. Chồng chồng à, Tu La tộc chúng ta có hơi đặc biệt. Nếu như anh muốn tinh huyết của em, nhất định phải thành lập cầu nối. Dù sao anh sẽ cưới em, chi trả trước một chút cũng không sao cả. Công chúa Tu La hiên ngang, giờ đỏ ửng cả khuôn mặt, rực rỡ hơn cả hoa đào. Quần áo trượt xuống, ngồi trên người Diệp Bắc Minh. Chỗ này đã lược bớt 10.000 chữ. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh đột nhiên bừng tỉnh. Mẹ, sư tỷ, giọng của thép cảnh khôn chính mục truyền đến. Nhóc, cậu tỉnh rồi. Diệp Bắc Minh cảnh giác liếc nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong một sân cốc, tạm thời an toàn. Thở phào một hơi. Hả? Diệp Bắc Minh kích động, bản thân chấn động, anh khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra vậy? Tinh huyết của tôi thế mà khôi phục rồi ư? Thép cảnh khôn chính mục hử nhẹ một tiếng. Thằng nhóc cậu đúng là kẻ may mắn. Nếu không phải vị công chúa Tu La kia, bạn thép chỉ có thể phong ấn thần hồn của cậu, chờ cơ hội sống lại. Công chúa Tu La sao? Diệp Bắc Minh sửng sốt, trong đầu hiện lên dáng vẻ của thiếu nữ mặc áo đen. Thép nhỏ, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
Tham cảnh hồn chứng mục giải thích. Công chúa Tu La chuyển tinh huyết của mình cho cậu, hơn nữa còn dùng một phương pháp vô cùng đặc thù. Đương nhiên trước khi cô ấy dùng phương pháp này, bản tháp đã cắt đứt kết nối thần niệm. Di Bắc Minh lúc này mới phát hiện, mình chỉ mặc một bộ quần áo phong phanh, cách đó không xa, trên lớp tơ lụa trắng xóa như tuyết đang nở rộ một đóa hoa đỏ tươi. Anh lập tức hiểu, này chưa kịp nghĩ nhiều, bầu trời chợt vang lên tiếng rồng gầm, gào rống. Một giây sau, một con tử long xuất hiện, hóa thành một người đàn ông trung niên rơi xuống trước mặt Di Bắc Minh. Nhóc Diệp, chúng ta lại gặp mặt. Di Bắc Minh cực kỳ bất ngờ, bỗng nhận ra hơi thở của người này. Ông là tiền bối Tử Long đi theo bên cạnh bố tôi ư? Là tôi, Tử Long khẽ gật đầu. Di Bắc Minh chợt phản ứng lại, tiền bối Tử Long, mau đi cứu mẹ và các sư tỷ của tôi. Nhóc, mẹ cậu rất an toàn, cậu nên lo lắng cho Long Mặt thì hơn. Tử Long lắc đầu. Di Bắc Minh nghi hoặc, Long Mặt ư? Anh lập tức điều tra không gian bên trong tháp cảnh hồn chứng ngục, chỉ thấy hai mươi mấy đầu Long Mặt kia thoi thóp, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Di Bắc Minh biến sắc, có chuyện gì vậy? Tháp cảnh hồn chứng ngục giải thích, Long Mặt không thể rời khỏi ký chủ trong thời gian dài, một khi không có ký chủ, bọn chúng sẽ lập tức tiêu tán, hoàn toàn chôn vùi. Cái gì? Di Bắc Minh không nghĩ tới kết quả này, giờ tôi phải làm sao? Nhóc, cậu chỉ có thể tiếp tục dung hợp. Được. Di Bắc Minh hít sâu một hơi, rống. Hai mươi mấy đầu Long Mặt lập tức xông ra, cùng lúc đó Long Tức phóng ra ánh sáng, hút một Long Mặt vào bên trong Long Tức. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ mười, thứ 26, Thẩm Thiên Quân chỉ cướp đạt được 23 đầu Long Mặt. Trong cơ thể anh vốn đã có 5 đầu Long Mặt, giờ phút này 28 Long Mặt xung nhập vào trong thân thể Di Bắc Minh. Rống, tiếng rồng gầm phá vỡ trời xanh. Trong chốc lát, chân nguyên trong người anh không ngừng cuộn trào mãnh liệt và điên cuồng. Di Bắc Minh cảm giác thân thể mình như một ngọn núi lửa sắp phun trào. Vù, một giây sau, hơi thở của Di Bắc Minh tăng vọt, tăng lên tới nông nỗi khiến cho người ta khiếp sợ. Cảnh giới thần đế trung kỳ, cảnh giới thần đế hậu kỳ, cảnh giới chí tôn sơ kỳ, cảnh giới chí tôn trung kỳ, cảnh giới chí tôn đỉnh phong. Tử Long đứng một bên bảo vệ cho Diệp Bắc Minh, con người già nua của ông ta chấn động, khuôn mặt vui mừng. Thằng nhóc này, ông đúng là sinh ra một đứa con trai giỏi giang. Vù, lúc này, hơi thở Diệp Bắc Minh lại lần nữa tăng lên, đột phá gông xiềng, cảnh giới vực vương. Tân Phàm, dừng tay! Diệp Nguyệt Thiền khẽ quát. Thanh niên kia không có ý thu tay lại, trường thương trong tay phóng ra vô số sấm sét. Anh ta khóa chặt Diệp Thân Lam, chuẩn bị một cất giết chết bà. Diệp Nguyệt Thiền bước lên chắn trước người Diệp Thân Lam, tay ngọc nhỏ dài chộp lấy trường thương, cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra tiếng sấm sét đùng đoàn. Tân Phạm dừng lại, không tiếp tục ra tay. Thiền Nhi, cô có ý gì đấy? Gương mặt xinh đẹp của Diệp Nguyệt Thiền lặn xuống. Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến anh. Đôi mắt Tân Phạm đỏ bừng. Bà ta khiến cô sinh ra tâm ma, chỉ có giết bà ta mới làm cho tâm ma biến mất. Tôi đã nói là không liên quan đến anh. Diệp Nguyệt Thiền gằn từng chữ một. Khuôn mặt Tân Phạm lập tức đỏ rực. Anh ta sớm nghe nói, 30 năm trước, Diệp Nguyệt Thiền đã từng tiến vào chiến trường Thái Cổ, hình như quen biết một người đàn ông trong đó. Tân Phạm không ngốc, lập tức đoán ra được, người đàn ông này chính là chồng của Diệp Thanh Lam, cũng là bố của tên Diệp Bắc Minh kia. Tân Phạm tuyệt đối không cho phép trong lòng vị hôn thê của mình còn chứa một thằng đàn ông khác. Diệp Nguyệt Thiền cảm nhận được sát ý của Tân Phạm, lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Thanh Lam. Nếu như bà tiếp tục lưu lại ở đây, tôi không thể cam đoan an toàn của bà đi thánh vực cùng tôi. Diệp Thanh Lam suy tư, Minh Nhi đã được công chúa Tu La cứu đi, hẳn không còn nguy hiểm. Các bà ở lại đây mới thật sự nguy hiểm, cả bọn họ. Xin hãy cùng nhau mang đi. Diệp Thanh Lam chỉ vào đám người Lăng Thi Âm, Ngô Khân Diên, Trần Lệ Y, Hầu Tử. Diệp Nguyệt Thiền cười lặng. Diệp Thanh Lam, ba con tôi là cái gì? Một vài con kiến không đáng để tôi ra tay bảo vệ ư? Diệp Thanh Lam trầm mặt. Bọn họ không phải con kiến, là người. Diệp Nguyệt Thiền mỉm cười. Trong mắt tôi thì chẳng khác gì con kiến. Diệp Thanh Lam đáp. Tất cả điều kiện của cô đều tốt hơn tôi. Cô biết vì sao anh ấy không thích cô không? Ba. Đôi mắt Diệp Nguyệt Thiền lập tức đỏ lên. Vì sao? Diệp Thanh Lam hỏi ngược lại. Cô nói thử xem. Diệp Nguyệt Thiền cười nói. Nếu bà đã coi trọng đám người con kiến này, cũng có thể. Chỉ cần bà quỳ xuống cầu xin tôi có thể rủ lòng từ bi giữ lại mạng sống cho bọn chúng. Chủ mẫu, không thể quỳ. Lăng Thị Âm và Ngô Khân Diên đỏ mắt. Trần Lệ Y lắc đầu. Đừng, Hồng Tử kêu to. Di Diệp, đừng quỳ cô ta. Mẹ của chúng cháu không đánh giá đến vậy đâu.
Diệp Thiên Lam lại không hề do dự. Tôi quỳ. Diệp Nguyệt Thiền hơi kinh ngạc. Diệp Thiên Lam vừa mới chuẩn bị quỳ xuống, một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ đặt úp lại, vững vàng ngăn lại đầu gối của bà, khiến bà bất luận thế nào cũng không thể tiếp tục quỳ xuống. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc vang lên. Mẹ, chính con có thực lực, đâu cần cầu đến người khác chứ. Minh Nhiễu, Diệp Thanh Lam kinh ngạc ngẩng đầu. Tiểu sư đệ, chủ nhân, An Diệp, 10 vị sư tỷ và đám người Lang Thi Âm, hầu tử đều ngạc nhiên nhìn về phía âm thanh truyền đến. Diệp Bắc Minh ư, mọi người chấn động. Thằng chó đẻ, mày còn dám trở về ư? Hạ Nội Cúc suýt chút nữa nhảy dựng lên, chỉ vào Diệp Bắc Minh rít gào. Đại nhân, thằng chó đẻ này đã trở lại, mau giết nó. Diệp Bắc Minh bước thẳng đến bên cạnh hầu tử, ngân châm rơi xuống. Mấy viên đạn dược màu đỏ đưa vào trong miệng hầu tử. Hầu tử vô cùng kích động. An Diệp, tôi... Diệp Bắc Minh lắc đầu. Đừng nói chuyện nữa, kinh mạch của anh đã bị đánh gãy, cần phải chữa trị tỉ mỉ. Còn về kẻ đã tổn thương đến anh, đôi mắt anh trầm xuống, đời xuống người Hạ Mộ Cúc. Giết! Diệp Bắc Minh trực tiếp bùng nổ, ẩn thuẫn. Anh lập tức xuất hiện trước mặt Hạ Mộ Cúc, kiếm cảnh khôn chấn ngục chém xuống. Hạ Mộ Cúc muốn tránh né, lại nhận ra mình bị phong tỏa. Bàn tay vốn bị thương nặng, giờ phút này không có cách nào né tránh một kiếm này. Ánh mắt bà ta hoảng sợ, la lớn. Tao là người của nhà họ Hạ Thánh Vực, sao mày dám? Phụt! Thân thể Hạ Bội Cúc nổ tung thành đám xương máu. Hít hà! Mọi người hít sâu một hơi. Thằng chó đẻ, mày dám! Vương Quá Giang giận tái người, chém trường đao trong tay về phía Diệp Bắc Minh. Hừ! Tử Long hừ lạnh một tiếng. Ông ta bước lên trước, đi đến trước người Vương Quá Giang, duỗi một tay ra, thế mà lại là Long Chảo một tiếng. Vương Quá Giang đưa tay ngăn cản, trong nháy mắt tiếp xúc với Long Chảo, thân thể ầm ầm nổ tung. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu nhìn lên đám người của lão Điền, lão Chu, tiền bối Tử Long, bảy tên chó dại này không được để lại tên nào, giết hết tất cả đi. Được, Tử Long vẫn chỉ trả lời một chữ, gào rống. Tiếng rồng gầm vang lên, ông ta hóa thành bản thể chân long. Lão Điền đột nhiên biến sắc, chân linh ma giới. Sắc mặt lão Chu trắng bật, không chút do dự điên cuồng hét lên, đi. Bảy lão già không hề do dự, xoay người chạy ngay tức khắc. Tử Long hoàn toàn không cho bọn họ cơ hội, đuổi theo cho mỗi tên một móng vuốt. À, ông dám giết người của Thánh Tông ạ? Ông không, cảnh giới chân linh đỉnh phong, lại không ngăn cản được một kích của Tử Long. Bảy đám xương máu nổ tung, thế giới yên tĩnh lại. Thân thể mềm mại của Diệp Nguyệt Thiền run lên. Là ông Tử Long, Dã Huyền năm ta ở đâu? Còn người Tần Phàm tràn ngập điên cuồng. Dã Huyền, thằng đàn ông kia tên là Dã Huyền ư? Tử Long hóa thành hình người, mỉm cười nói. Thần nữ nhà họ Diệp, anh em của tôi bảo cậu ấy không thích cô. Đôi mắt đẹp của Diệp Nguyệt Thiền tràn ngập tơ máu. Không thể nào, đều là giả. Ông đang lừa tôi đúng không? Dã Huyền đang ở đâu? Nói cho tôi. Diệp Bắc Minh sững sờ. Mẹ, có chuyện gì vậy? Diệp Thanh Lam trừng mắt nhìn Diệp Bắc Minh. Chuyện của người lớn, chắc con đừng hỏi. Diệp Bắc Minh lập tức hiểu được. Hóa ra là bố thiếu nợ tình. Mẹ, bố con có mấy người phụ nữ? Diệp Thanh Lam cười lạnh đáp. Mấy người phụ nữ ư? Ông ta còn dám có mấy người luôn sao? Chẳng lẽ có mình mẹ còn chưa đủ à? Chợt bà chuyển giọng, có điều con trai mẹ không giống bố con, còn muốn mấy người mẹ đều ủng hộ. Diệp Bắc Minh rất muốn chửi thầm một câu, mẹ tiêu chuẩn kép sẽ không. Bỗng nhiên một tiếng gào thét vang lên, Diệp Thanh Lam, kẻ không biết xấu hổ này, tôi giết bà. Trên người Diệp Nguyệt Thiền bốc lên sát ý điên cuồng, đôi mắt đỏ au như dã thú, một hơi thở mạnh mẽ ép xuống Diệp Thanh Lam. Diệp Bắc Minh sầm mặt lại, muốn chết. Anh cầm kiếm cảnh khôn trấn ngục trong tay, bước lên ngăn cản trước người Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam lắc đầu, Minh Nhi, đừng giết cô ta. Diệp Bắc Minh hơi nhíu mày, đổi thành nắm đấm, đấm ra một quyền. Ầm! Diệp Nguyệt Thiền bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ khiếp sợ. Cậu, thực lực của cậu! Dù Diệp Bắc Minh vừa mới tăng thêm một cảnh giới lớn, đạt tới cảnh giới vực vương, dù vừa rồi cô ta khinh địch, thì anh ta cũng không thể nào dùng một quyền đánh lui cảnh giới chân huyền như cô ta được. Tân Phạm nhanh chóng tiến lên, muốn đỡ Diệp Nguyệt Thiền. Đừng chạy vào tôi! Diệp Nguyệt Thiền khẽ quát lên, Tân Phàm khàn khàn đáp lời. Thiền Nhi, tôi là vị hôn phu của cô, ngay cả chạm vào cô một cái tôi cũng không có đủ tư cách sao? Chẳng lẽ trong lòng của cô chỉ có tên Dạ Huyền kia ư? Anh ta rít gào chẳng khác gì thú dữ. Đến cùng, điểm nào của tôi không bằng tên Dạ Huyền kia hả? Con người Diệp Nguyệt Thiền lắn léo. Tân Phàm, tôi đã từng nói tôi không thích ăn. Tôi chưa từng chấp nhận hôn ước giữa nhà họ Diệp và nhà họ Tân bao giờ. Tôi cũng chưa từng thừa nhận anh là vị hôn phu của tôi, là chính anh đơn phương tình nguyện. Tân Phạm ghen ghét dữ dội,
Ha, hãy cho một cái đơn phương tình nguyện. Nếu đã vậy, tôi sẽ giết hai mẹ con này để thằng rắm chó dại huyền kia thừa nhận nỗi đau mất vợ con. Dứt lời, năm ngón tay Tần Phảng siết chặt lại, trường thương màu vàng kim bộc phét, đâm về phía trái tim Diệp Bắc Minh, thẳng sới chân huyền. Ánh mắt Diệp Bắc Minh trầm xuống, quả quyết lấy ra kiếm cảnh hồn chấn ngục, tiếng keng trầm đục vang lên, bàn tay Tần Phảng run lên, cả ngón tay đều run nhẹ nhẹ. Trường thương màu vàng kim trong tay anh ta thì trực tiếp nổ tung. Anh ta khiếp sợ nhìn Diệp Bắc Minh, tên kia, rốt cuộc thanh kiếm này có lần ra sao? Diệp Bắc Minh lời trả lời, bước lên trước người Tần Phảng, chém một kiếm về phía đầu anh ta. Tần Phảng nổi giận, thằng chó, con chó của mày lớn lắm, giết tao, chết đi cho tao. Thân thể anh ta chấn động, trên người hiện lên một bộ áo giáp vàng kim. Kiếm cảnh hồn chấn ngục chém xuống hồn giáp vàng kim, tiếng liên keng long trời lở đất vang lên, chẳng khác gì sét đánh. Thế mà không thể chém được ư? Diệp Bắc Minh hơi bất ngờ, thét nhỏ, tình huống này là thế nào? Kiếm cảnh hồn chấn ngục không gì không phá được, sao ngay cả một bộ giáp cũng không chém xuyên được thế? Kiếm cảnh hồn chấn ngục tức giận đáp, thằng nhóc cậu, bản thép chưa hoàn toàn hồi phục sức mạnh. Tập 201 của truyện Độc Bá Thiên Hạ xin được kết thúc tại đây. Lan Nam sẽ hẹn gặp lại các quý vị khán giả ở tập tiếp theo. Mọi người hãy like và subscribe cho Ngôn Tình Crystal để nhận được thông báo mới nhất nha.